Thầy chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta cùng đi nghiên cứu một bài học mới nhé. Thì trước khi vào bài học mới, thầy và trò chúng ta cùng ôn lại kiến thức của bài cũ. Các em hãy nêu tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng. Chúng ta cùng nhau nhớ lại tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng như thế nào. Thì tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng, thứ nhất là ảnh ảo vì không hướng được trên màn chắn. Thứ hai là ảnh lớn bằng vật. Thứ ba, khoảng cách từ vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh đến gương. Đây là ba tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng. Hôm nay chúng ta cùng đi nghiên cứu một loại gương mới, đó là gương cầu lồi. Thì để biết được gương cầu lồi và gương phẳng có tính chất và ứng dụng như thế nào, chúng ta cùng sang phần 1 La Mã. Ảnh tạo bởi gương cầu lồi. Thì gương cầu lồi chắc một số bạn học sinh cũng biết được gương cầu lồi có hình dạng như thế nào. Thì chúng ta sẽ có gương cầu lồi là gương có bề mặt là một phần của hình cầu và bề mặt cong, phản xạ hướng về phía nguồn sáng. Đây là ký hiệu của gương cầu lồi. Thì đây là một gương có bề mặt hình cầu, hay gọi là nó lồi lên, được chưa nào? Bề mặt nó cong, phản xạ hướng về phía nguồn sáng. Thì phần này là phần bề mặt cong hướng về phía nguồn sáng. Đây là một số hình ảnh của gương cầu lồi chúng ta thường gặp trong đời sống. Đây, cái bề mặt của nó này, hình cầu và bề mặt cong. Đây, gương cầu lồi. Thì để biết được ảnh tạo bởi gương cầu lồi có tính chất gì, chúng ta sẽ có thí nghiệm như sau. Thầy có một gương cầu lồi và thầy sẽ đặt một cây đèn cầy trước gương cầu lồi và chúng ta quan sát được ảnh của cây đèn cầy này qua gương cầu lồi có những tính chất gì. Thì ảnh tạo bởi gương cầu lồi cũng giống như gương phẳng, là ảnh ảo vì không hướng trên màn chắn. Và chúng ta biết được ảnh tạo bởi gương cầu lồi như thế nào, lớn bằng vật hay là nhỏ hơn nào. Chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ biết được là ảnh tạo bởi gương cầu lồi nó sẽ nhỏ hơn vật. Thì chúng ta sẽ có kết luận một như sau. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất sau đây. Thứ nhất là ảnh ảo vì không hướng được trên màn chắn. Thứ hai là ảnh nhỏ hơn vật. Đây chúng ta quan sát này, ảnh một cây đèn cầy nó sẽ nhỏ hơn cây đèn cầy ở ngoài rồi, đúng không nào? Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần 2 La Mã, vùng nhìn thấy của gương cầu lồi. Thầy có một thí nghiệm thực tế như sau. Đây là kính của gương chiếu hậu ô tô, đúng không nào? Bằng gương phẳng và đây là gương cầu lồi. Thì khi chúng ta nhìn vào kính chiếu hậu của gương phẳng, chúng ta chỉ thấy được một phần nhỏ của chiếc xe ô tô ở đằng sau. Nhưng sau khi qua gương cầu lồi, chúng ta lại thấy được gần hết chiếc ô tô. Như vậy vùng nhìn thấy của gương cầu lồi nó như thế nào so với gương phẳng? Và tiếp theo chúng ta sẽ có thí nghiệm sau đây để chúng ta biết được vùng nhìn thấy của gương cầu lồi như thế nào. Thầy bố trí thí nghiệm sau đây. Thầy sẽ đặt một chiếc gương phẳng và chúng ta sẽ nhìn vào trong gương phẳng, chúng ta quan sát được những vật sau gương. Đây chúng ta sẽ nhìn thấy được, thì đây là cái vùng quan sát được của gương phẳng. Thầy sẽ đánh dấu này bằng một đường thẳng. Đây đường thẳng này là biểu diễn vùng nhìn thấy của gương phẳng. Đây. Đó. Sau khi thầy thay cái gương phẳng bằng một gương cầu lồi đặt cùng vị trí này và cùng kích thước, nếu chúng ta so sánh là cùng kích thước, có nghĩa là gương phẳng có kích thước bao nhiêu thì gương cầu lồi kích thước bấy nhiêu và đặt cùng vị trí, và chúng ta cùng quan sát gương cầu lồi. Đây, chúng ta thấy như vậy thì cái vùng nhìn thấy của gương cầu lồi nó như thế nào? Nó rộng hơn
vùng nhìn thấy của gương phẳng đúng không nào, có cùng kích thước. Từ đó thầy được kết luận thứ hai, vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước. Thì chúng ta quan sát được gương cầu lồi, chúng ta sẽ thấy được cái vùng quan sát nó rộng hơn so với gương phẳng. Nhớ là chúng ta sẽ so sánh cùng kích thước, được chưa nào, và có thể cùng vị trí đặt gương. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu một số ứng dụng của gương cầu lồi. Thì trong giao thông, người ta sẽ đặt một số gương cầu lồi ở những đường gấp khúc này, hoặc là làm kính chiếu hậu của xe ô tô để có thể quan sát được những vật ở đằng sau chúng ta và quan sát được những vật cản bị che khuất thì chúng ta di chuyển giao thông một cách an toàn, tránh để xảy ra tai nạn. Và người ta đặt một số gương cầu lồi ở các cửa hàng siêu thị, được chưa, để chống trộm. Chúng ta có thể quan sát được những hoạt động của đời sống của chúng ta, một số người tới mua hàng qua gương cầu lồi để có thể xử lý tình huống xảy ra trộm, tình huống ví dụ như là cháy như thế nào, là quan sát được trong gương cầu lồi. Tiếp theo là ở một số cây ATM thì người ta cũng bố trí một số gương cầu lồi ở đây để khi người ta rút tiền ở cây ATM, người ta có thể quan sát được những người ở phía sau để tránh một số trường hợp cướp giật ở cây ATM, được chưa nào. Và khi mà chúng ta muốn chụp hình selfie cảnh gia đình chúng ta mà nhà chúng ta đông người thì chúng ta có thể dùng gương cầu lồi đó, vì vùng nhìn thấy gương cầu lồi nó rất là rộng đúng không nào, có thể như là một cái góc rộng. Thì đó là ứng dụng của gương cầu lồi. Thì chúng ta biết được gương cầu lồi có rất nhiều ứng dụng trong đời sống của chúng ta đúng không, rất đa dạng. Thì thầy có một số ghi nhớ của chúng ta trong buổi học ngày hôm nay. Thứ nhất là ảnh tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất như là ảnh ảo vì không hướng được trên màn chắn. Và thứ hai là ảnh nhỏ hơn vật. Và thứ ba là vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước. Đấy, đây là ghi nhớ nội dung lý thuyết của bài ngày hôm nay. Sau đây chúng ta sẽ có một số bài tập như sau. Câu số 1. Hãy so sánh tính chất ảnh tạo bởi gương cầu lồi và gương phẳng. Đấy, thì bài học trước chúng ta học gương phẳng rồi. Bài học ngày hôm nay chúng ta học gương cầu lồi. Chúng ta so sánh tính chất ở hai gương này. Thì khi nói về so sánh, chúng ta phải nói được là điểm giống nhau và khác nhau. Thì giống nhau, tính chất ảnh tạo bởi gương cầu lồi và gương phẳng là như thế nào? À đúng rồi, giống nhau, đều là ảnh ảo vì không hướng được trên màn chắn. Khác nhau thì khác nhau của gương phẳng là ảnh lớn bằng vật và gương cầu lồi là ảnh nhỏ hơn vật. Có nghĩa gương phẳng là bằng vật, ảnh bằng vật, và gương cầu lồi là ảnh nhỏ hơn vật. Để chúng ta phải nhớ được, chúng ta so sánh. Câu hỏi số 2. Ở những chỗ đường gấp khúc có vật cản che khuất, người ta thường đặt một gương cầu lồi lớn, thì gương đó có giúp ích gì cho người lái xe? Thì như là chúng ta đi tới một số đường hầm của trung tâm thương mại Vincom, hoặc chúng ta đi đường đèo Đà Lạt, thì những nơi gấp khúc người ta thường đặt một chiếc gương cầu lồi lớn để có lợi ích gì cho người lái xe? Em suy nghĩ nào. À, thì vì chúng ta lái xe đúng không nào? Khi ở những đường gấp khúc hoặc là những cái tầng hầm của gửi xe của trung tâm thương mại, chúng ta không thể thấy được những vật cản che khuất ở đường gấp khúc đúng không nào? Thì khi người ta đặt một chiếc gương cầu lồi lớn thì người ta có thể quan sát được xe cộ và những vật cản ở bên đường che khuất để chúng ta di chuyển để tránh xảy ra được tai nạn đúng không nào? Thì gương cầu lồi nó rất là có ứng dụng trong giao thông đúng không nào? Rất là hữu ích trong giao thông để chúng ta tránh được tai nạn. Câu số 3. Em hãy nêu tính chất tạo ảnh gương cầu lồi và cho hai ứng dụng của gương cầu lồi. Đấy, thì đây chỉ là cái câu hỏi của chúng ta để nhớ lại kiến thức thôi. Thì thứ nhất, ảnh tạo bởi gương cầu lồi thì sẽ là ảnh ảo vì không hướng được trên màn chắn. Và thứ hai là ảnh nhỏ hơn vật.
đó là tính chất tạo ảnh bởi gương cầu lồi. Và ứng dụng của gương cầu lồi có rất nhiều ứng dụng, chúng ta chỉ nêu hai ứng dụng đúng không nào. Thứ nhất là làm gương chiếu hậu cho xe ô tô, xe máy để chúng ta quan sát được những người di chuyển ở phía sau đúng không nào. Và thứ hai, đặt tại góc cua để cho người điều khiển phương tiện giao thông để quan sát được tránh phương tiện khác để hạn chế gây tai nạn giao thông. Và chúng ta có thể nêu xe một số ứng dụng như là chống cướp giật ở cây ATM đúng không nào, ở siêu thị đó, rất nhiều ứng dụng. Thì thầy có một số dặn dò chúng ta bài học ngày hôm nay. Thứ nhất là chúng ta sẽ xem lại bài và học thuộc ghi nhớ sách giáo khoa, và có thể đọc phần có thể em chưa biết, và chúng ta sẽ làm bài tập trong hệ thống lớp học và xem trước lại bài số 8, xem trước bài số 8 gương cầu lõm. Đấy, bài ngày hôm sau chúng ta sẽ học một gương mới là gương cầu lõm. Thì nội dung bài học ngày hôm nay có đây là kết thúc. Thân ái chào tạm biệt các em, chúc các em và gia đình nhiều sức khỏe.